Kính chào quý khán thính giả đang lắng nghe chương trình Phật Pháp của Bồ Đề Phật Quốc TV. Sau đây Quang Viên và Phật tử Quang Ngọc sẽ phổ biến bản tin Một ngày tu học Bát Quan Trai Giới tại Bồ Đề Phật Quốc. Kính thưa quý khán thính giả, kính thưa quý Phật tử, vào ngày 29 tháng Giêng âm lịch vừa qua, đúng 8 giờ 30 phút sáng, các giới tử trong chúng Bát Quan Trai đồng quỳ xuống tác bạch cầu xin giới sư truyền trao giới Bát Quan Trai. Sau lời tác bạch, Thượng tọa giới sư đã hoan hỷ hứa khả và lần lượt hướng dẫn các giới tử thọ giới đúng như pháp. Thượng tọa dạy rằng, muốn thọ giới, nhất định phải có sám hối để thân tâm được thanh tịnh. Các giới tử sẽ có năng lực tinh tấn, quyết từ bỏ việc xấu. Khi ta sám hối, tội lỗi từ vô lượng kiếp là ta phát khởi quyết tâm trở thành người có nhân cách toàn diện. Khi ta quỳ xuống lại Phật, chứng minh, thì bản ngã sẽ sụp đổ, tâm sạch sẽ như ngọc bình được rửa, để chuẩn bị chứa nước cam lồ. Lúc đó, chúng ta xin lãnh thọ giới Pháp. Theo Thượng tọa giới sư, việc truyền giới và thọ giới đúng Pháp rất là quan trọng. Lúc truyền giới, thầy giới sư nhiếp tâm thanh tịnh, các giới tử cũng khát ngưỡng, đón nhận giới như Pháp, thì vô biểu sắc giới mới hình thành. Sau khi sám hối, Thượng tọa đã hướng dẫn các giới tử phát nguyện như sau. 3 lần xin được quy y Phật Pháp Tăng để có một ngày một đêm thành tựu trong việc tu học Bát Quan Trai Giới thanh tịnh. 3 lần cung kính kết lại, đã nương tựa vào Tam Bảo rồi, đã nguyện tu Bát Quan Trai Giới một ngày một đêm rồi. Cung kính lắng nghe, lãnh thọ và hứa cẩn thận giữ gìn 8 giới tướng trong một ngày một đêm. Cuối cùng, các giới tử phát nguyện, nguyện đem công đức tu tập hồi hướng cho tất cả chúng sanh, cùng thành đạo vô thượng chánh chân, may đây cùng sanh về Cực Lạc Quốc. Sau lễ thọ giới là thời khóa công phu, thường thì đại chúng lễ Phật, tụng kinh và thiền tập. Nhờ có công phu mà các giới tử thúc liễm thân tâm từng giờ từng phút và giữ đúng giới luật đã thọ, cho đến sáng hôm sau, giới sẽ tự xả. Trong những ngày tu Bát Quan Trai, Thượng tọa giới sư luôn nhắc nhở về tầm quan trọng của 8 giới tướng mà các giới tử vừa lãnh thọ. Thượng tọa giảng rằng, có nghiêm túc giữ giới thì mới có thể tạo được phước báo. 5 giới đầu tiên mà ai cũng nên thực hành là không sát sinh, không trộm cướp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu. Phàm là chúng sinh thì ai cũng tham sống, sợ chết. Khi ta không sát hại thì sẽ không tạo nhân, gây sự sợ hãi, oán thù. Ai cũng muốn bảo hộ tài sản để sinh tồn. Vậy ta cũng phải giữ sự công bằng trong xã hội, không khiến người khác sợ hãi, lo lắng mất tài sản. Ai cũng muốn bảo vệ hạnh phúc riêng, nên ta không được xâm phạm đến người khác. Riêng trong những ngày thọ Bát Quan Trai Giới, giới tử phải như chư Phật, không khởi tâm dâm dục, không nói lời dối trá, sẽ giúp chúng ta giữ được định lực. Cũng vậy, giới không uống rượu, ngăn ngừa việc rượu làm mê mờ tâm trí, trong khi ta cần dùng trí tuệ để hết vô minh, đạt đến quả giải thoát. 3 giới cuối cùng cũng quan trọng không kém trong việc giúp chúng ta giữ gìn thân khẩu ý được thanh tịnh. Giới không đeo chuỗi đẹp và xoa ướp hương thơm sẽ giúp ta nhận rõ thân tứ đại là bất tịnh, từ đó sinh tâm nhàm chán nó. Giới không ngồi giường cao rộng là để chúng ta đề phòng tâm buông lung, phóng túng, xả bỏ tâm biến nhát ham vui. Cuối cùng, giới không ăn phi thời là giúp cơ thể nhẹ nhàng, không phạm sai lầm. Giới thứ 8 này là nền tảng cho 7 giới trên được phát triển, nên chúng ta không thể xem nhẹ. Thượng tọa giới sư dạy rằng, Đức Phật không phải là đấng quyền năng, xử phạt hoặc ban phát cho ai bất cứ điều gì. Tất cả đều dựa vào duyên khởi, hễ gieo nhân thì ắt gặt quả. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả, nên khi ta tạo nghiệp xấu ác, không trốn đâu được khi quả báo xấu ác đến tìm. Tu Bát Quan Trai Giới là ngăn ngừa các nhân xấu, 8 giới này như 8 cửa ải, chặn đứng các pháp bất thiện,
giúp người thọ trì phát triển những đức tính tốt, từ đó luôn sống trong an lạc. Cuộc sống thế gian ràng buộc chúng ta với các trách nhiệm gia đình và xã hội. Nếu chúng ta không khéo sắp đặt để tu tập, thì khi từ bỏ cõi đời, chúng ta chẳng có chút tư lương nào để mang theo, ngoài các nghiệp báo, rồi lại trôi lăn mãi trong lục đạo mà thôi. Đi chùa phải phát tâm học pháp, giải thoát. Trong đó, bát quan trai giới là pháp tối thượng cho hàng Phật tử tại gia, có thể thực hành hạnh xuất gia trong một ngày đêm mà hình tướng vẫn không thay đổi, không cản trở các công việc hàng ngày. Đức Phật chế ra 8 giới là giúp các giới tử, cho dù có làm việc gì cũng luôn phòng hộ tâm, luôn có chánh niệm, tỉnh giác. Đó là trí tuệ và lòng đại bi của Phật, hết lòng thương chúng sanh như con đỏ, luôn muốn chúng ta ra khỏi cảnh khổ, tìm nơi an vui. Mặc dù chúng ta có phước làm thân người, lại được nghe và thực hành giáo pháp vi diệu của Đức Phật, nhưng vẫn đang sống trong dục giới, nên thân tâm ngày đêm khó có sự an lành, luôn gặp những khổ đau. Những bậc thánh nhân khi thân có bệnh, nhưng tâm các ngài luôn an nhiên tự tại. Còn tâm chúng ta luôn bị cảnh bên ngoài tác động lên 6 căn, làm khổ đau triền miên. Lúc tứ đại không điều hòa thì tâm càng khổ đau hơn nữa. Thượng tọa giới sư khuyên các giới tử nên chánh thân, chánh ý, chuyên tinh nhất tâm mà quán tưởng về các nhân duyên sinh khởi, về các pháp đối trị để trừ diệt các lậu hoặc tham dục. Quán nghĩa là tập trung tư tưởng để quan sát cho thấu đáo sự việc. Nếu chúng ta quán chiếu được 4 sự thật là thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã và thọ thì khổ, thì sự chấp ngã, chấp pháp cũng như tham, sân, si trong ta sẽ bớt dần. Tâm của tất cả chúng sanh bị ô nhiễm bởi nhiều loại phiền não, hầu như không lúc nào trong sạch, luôn luôn bị tham lam, sân hận, si mê, kiêu mạn chế ngự. Khi chúng ta chánh niệm, phiền não không có cơ hội xâm nhập vào tâm. Chúng ta thấy vạn vật đến và đi qua tâm mình một cách rõ ràng, và do biết chúng vô thường nên chúng ta không dính mắc vào chúng, nhờ vậy mà tâm luôn an ổn. Theo lời Đức Phật dạy, nếu một người giữ gìn chỉ một giới được thành tựu viên mãn, thì người đó sẽ sanh làm Phạm Thiên. Tuy nhiên, người phát tâm tu theo Phật không cầu các phước báo cõi trời, cõi người, mà chỉ phát tâm Bồ Đề cầu đạo giải thoát. Khi chúng ta thọ giới, tức là đang chuẩn bị cho mình một chiếc thuyền, rồi vận dụng mọi khả năng và trí tuệ để vượt qua biển sinh tử. Chiếc thuyền giải thoát này được làm bằng niềm tin và giới luật, chắc chắn sẽ đưa ta đến bến bờ an lạc. Bất cứ pháp nào do Phật nói ra đều có đủ tam pháp ứng, đó là vô thường, khổ, vô ngã. Khi được pháp thì chúng ta nên hành trì để có những thành tựu viên mãn. Giới có thể hiểu là năng lực kiềm chế, ngăn ngừa điều sai trái, chặn đứng việc xấu ác, gia tăng những hành động thiện lành. Tu tập giới là nâng cao phẩm chất, hoàn thiện tư cách của chính con người mình. Đó chính là đạo đức, cái làm nên giá trị con người. Khi chúng ta giữ trọn vẹn 8 giới là đóng cánh cửa luân hồi ác đạo, mở ra 8 nẻo rộng lớn, đi vào cảnh giới của các bậc hiền thánh. Thọ trì bát quan trai giới là chúng ta biết sống tri túc theo đúng trung đạo. Người giữ giới tự nhiên sẽ tỏa ánh sáng tươi đẹp của đạo đức. Thọ trì bát quan trai giới còn có lợi ích giúp ta đoạn trừ tập khí xấu, tức là cắt các duyên rơi vào lục đạo. Giới luật của Đức Phật nhằm hướng dẫn hàng đệ tử tránh làm những điều ác, biết làm những điều lành. Giới luật là nền tảng pháp lý để chúng ta ứng dụng trong việc thúc liễm thân tâm, tiến tu đạo nghiệp. Nhờ có giới, tâm mới định. Tâm có định, huệ mới phát sinh. Huệ có phát sinh mới trừ dứt được vô minh, phiền não. Thọ trì bát quan trai giới để có cuộc sống như một vị A-la-hán, để có chánh tín nơi thánh đạo, biết rõ con đường thánh để đi, để sống an vui trong hiện tại và từng bước thoát khỏi sinh tử luân hồi. Giới bát quan trai giúp cho người Phật tử tại gia thành tựu công đức rất lớn. Vì thế, kính mong quý vị sắp xếp công việc cùng đến Bồ Đề Phật Quốc, tòa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana vào 8 giờ 30 phút sáng thứ Hai, ngày 27 tháng 2 năm 2023.
tức là mùng 8 tháng 2 âm lịch, để thọ bát quan trai giới, để cùng nhau nếm trải pháp an lạc của hạnh sống viễn ly trong một ngày đêm. Tất cả các quý vị, không kể là Phật tử hay không, đều có thể tham gia tu học bát quan trai giới để có thêm thắng duyên trên đường tu tập đạo giải thoát. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.